Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần. Ở trên kênh chứng khoán chiến binh điện tử con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán thì chúng ta đã biết rồi. Hàng tuần chúng ta sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham chiếu chung của thị trường. Đồng thời thì chúng ta sẽ view một số các cái danh mục khá là cơ bản. Và bản tin tuần sẽ được up lên trên kênh chứng khoán chiến binh điện tử con sóng. Các anh chị có thể search từ khóa này và chúng ta đăng ký kênh để một tuần chúng ta sẽ cập nhật một bản tin. Và đồng thời ở trên kênh Hùng Lê chứng khoán thì một ngày Ừ, chúng ta sẽ có từ 1 đến 2 bản tin tùy tình hình thực tế thì hùng sẽ có cập nhật ví dụ uh, trong phiên hoặc là tạm cái thời điểm nào đó thì thường chúng ta có những cái sự biến động mạnh hoặc là có những cái tín hiệu kỹ thuật mà uh, nó xoay chuyển cục diện ví dụ như đang từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm thì như vậy Lùng sẽ có những cái bản tin ngay lập tức để cập nhật lên cho các anh chị em của chúng ta tham khảo thì với kênh này thì chúng ta search từ khóa hùng lê chứng khoán và uh, chúng ta cũng đăng ký kênh để chúng ta theo dõi các cái bản tin uh, cập nhật hàng ngày và một ngày thì chắc chắn rồi ít nhất chúng ta sẽ có một bản tin ở uh, view lại bộ ba tham nội chung của thị trường bởi vì thị trường của chúng ta nó luôn luôn biến động chính vậy nên là bộ ba tham nội chung cũng như vậy chúng ta sẽ view lại xem uh, những cái kịch bản chúng ta phân tích của ngày hôm qua uh, đối chiếu lại với diễn biến của ngày hôm nay để chúng ta dự báo xu hướng của ngày mai thì đó là cái cách là chúng ta liên tục uh, phải uh, làm việc như vậy các anh chị nhá thì có hai kênh các anh chị lưu ý là như vậy thế còn uh, tuần này thì chúng ta chỉ có hai phiên giao dịch chính vậy nên là Uh, cái bản tin phân tích tuần này thì ông sẽ tập trung để ông phân tích bộ ba tham số chung của thị trường và sau đó thì chúng ta sẽ chỉ view ba nhóm ngành uh, đó là nhóm thép nhóm ngành bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán Ông chỉ có view ba nhóm ngành đó thôi còn uh, các cái mã cổ phiếu khác thì uh, các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì chúng ta sẽ uh, có thêm cái sự trao đổi trong cái quá trình mà chúng ta uh, chiến đấu ở trong tuần mới Uh, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả những cái quan điểm uh, những cái sự phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của hùng lê chính vậy anh chị em nhà đầu tư chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng uh, theo quan điểm của hùng thì uh, chúng ta nên uh, tham khảo rất nhiều ở uh, các cái nguồn uh, thông tin khác nhau để làm sao đó chúng ta có được uh, những cái uh, thông tin uh, tích cực và tối ưu nhất trong quá trình mà chúng ta chiến đấu rồi <laughs> và nội dung thứ nhất thì <laughs> À, chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích uh, view lại bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index chỉ số vn 30 và chỉ số phá sinh tuần này thì cái họng hùng đang hơi kém một tí có thể là trong cái quá trình mà thu âm thì có thể sẽ bị ho các anh chị nhé chúng ta cố gắng rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất chỉ số vn index ở trong tuần vừa qua chúng ta có hai phiên giao dịch đó là phiên giao dịch của ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 5 thì uh, như chúng ta đã có phân tích ở đây uh, các cái bản tin hàng ngày thì các anh chị nắm được rồi và kể cả bản tin tuần video số 25 đúng không ạ chỉ số vn index bước vào phiên giao dịch tuần mới thì như vậy nó đã có gáp tăng và sau đó nó tiến hành các cái động thái đi lấp gáp về cơ bản ở trong tuần vừa qua thì chỉ số vn index của chúng ta lấp khá khỏe và nó lấp ở trên vùng mồ 90 đến vùng mồ 95 và hiện tại thì ở đây chúng ta cũng đang à, hình thành được một cái kênh xu hướng nhỏ nhỏ ở đây và chúng ta kỳ vọng chỉ số vn index của chúng ta sẽ trượt ở trên kênh xu hướng này để đi à, về những cái target kỹ thuật của sóng hồi b thì um, kết thúc bản tin của ngày hôm qua thì như vậy Hùng cũng đã có dự báo về cái cách vận hành của chỉ số Index ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó là Index khả năng sẽ có những gáp tăng vượt lên ở trên vùng 1.222 điểm. Sau đó thì nó sẽ tiến hành đi lấp gáp và các anh chị để ý thấy là uh, tất cả những cái cây nến giờ ở phiên ngày hôm nay, bốn cây nến giờ đầu phiên thì như vậy về cơ bản là chỉ số index vận hành ở trên vùng 1.222 điểm. Cây nến giờ kết thúc phiên thì nó lùi lại ở vùng 1.221 có động thái ở đây thì nó có động thái rút chân nhẹ lên các anh chị uh, test lại và có động thái rút chân nhẹ tức là nó test lại về, về vùng 1218 và rút chân lên vùng 121 như vậy thì uh, khi mà vào cái động thái của phiên giao dịch tuần mới thì khả năng chỉ số VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục uh, có những cái điểm <laughs> uh, tiếp tục có những cái điểm uh, kéo gáp lên lại ở khoảng quanh vùng 1225 điểm ở đây. Đó và sau cái gáp tăng đó thì chỉ số VN Index chúng ta kỳ vọng lấp gáp lại, điểm lấp đẹp. Điểm nấp đẹp sẽ ở khoảng quanh vùng 1210 Đến vùng 1215 Nhưng mà nói chung là nó test lại ở kênh 1210 ở đây này Và sau đó thì nó đảo long luôn à, Nó đảo chiều xu hướng với uh, Sự hỗ trợ dẫn dắt của các nhóm ngành chủ lực Ví dụ nhóm ngành chứng khoán, nhóm banh, nhóm bất động sản dân cư đó Rồi nhóm thép Ví dụ như vậy Thì như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng là gì uh, Ngắn hạn Thì về mặt kỹ thuật là hôm nay là cái target kỹ thuật của sóng hồi uh, 1, uh, 1222 đã đạt được rồi và chúng ta sẽ kỳ vọng là gì? Target của sóng B, target thứ hai sẽ hướng về vùng 1235 đến khoảng vùng 1240. Bây giờ thì chúng ta cùng view sang chỉ số VN30, chúng ta có hai phiên giao dịch uh, tuần này và chỉ số VN30 cũng đi khá là tích cực. Khi mà phiên giao dịch của ngày thứ hai, uh, ngày mùng 2 thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta cũng đã có tăng lên vùng 1245, sau đó thì các cái động thái lấp gáp tương đối khỏe khi mà chỉ số VN30 chúng ta lấp ở trên vùng 12 37 các anh chị 1237 <laughs> và trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị ta cũng đã có phân tích rồi ở VN30 sẽ có những gáp tăng kéo lên ở trên vùng 1250 <cười> và <cười> cây đến giờ đầu tiên thì các anh chị thấy rồi đó và target gần như nó đạt lên được đến vùng 1260 và nó có bốn cây đến giờ liền sau đó đi lấp gáp về cách lấp của chỉ số VN30 khá là đẹp khi nó test ở trên vùng 1250 với động thái hiện tại như thế này thì tuần tới chúng ta sẽ dự báo gáp tăng ngay từ đầu phiên giao dịch của tuần VN30 sẽ kéo lên vùng 1260. Sau đó thì nó sẽ có hai cái điểm lấp lại gáp mà theo Hùng là chỉ số này nên lấp lại các anh chị thì cái cách đi, cái cách vận hành của thị trường nó sẽ bền hơn so với việc là nó sẽ kéo luôn. Nó sẽ lấp lại vùng 1245 của điểm hỗ trợ sâu hơn kỹ thuật ở đây. Chúng ta tính toán ở vùng 1235, 1237 và 1240. Chỉ số VN30 nếu như lấp lại được ở trên vùng 1235 cộng thì cực đẹp. Các anh chị cực đẹp. Và à và, và sau khi lấp xong và thị trường của chúng ta có những cái tín hiệu tích lũy đảo long thì như vậy là gì trong ngắn hạn thì cũng đã có phân tích rồi. VN30 chúng ta sẽ hướng về vùng 1260 và điểm xa hơn sẽ là vùng 1270, đó là hai cái điểm mà chỉ số VN30 sẽ cần phải lấp lại và nó lấp hết lại những cái thông tin uh, xấu ở trong phiên giao dịch của ngày 15 tháng 4. Bây giờ thì chúng ta sẽ view ở chỉ số VN30 F1M thì uh, đây chính là cái điểm mà chúng ta vào phiên giao dịch của tuần này, Thì chúng ta có hai phiên thôi. Thì chúng ta phân tích rồi đúng không ạ? À, sẽ có gáp tăng và sau gáp tăng đó thì kỳ vọng là VN30F1M sẽ lấp các cái điểm lấp về quanh vùng 1225 và điểm dưới này là 120. Thì uh, chúng ta thấy rằng là đây uh, các cái điểm mà phải sinh kéo khá là đẹp và bản chất ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục dự báo có gáp tăng lên trên vùng 1245 và cái gáp của ngày hôm nay khá là khỏe và nó đạt luôn cái target của của phiên 3 tháng 5 đó là nó đạt lên được vùng 1203 1253 điểm và sau cái target 1253 thì nói chung là phái sinh đi dập dìu và nó đi neo ở trên cái vùng uh, vùng cảng kỹ thuật ở đây và nó không lấp gáp và với động thái hiện tại đó thì uh, phái sinh hùng đã có phân tích hai target ở trong bản tin của ngày hôm qua đó là target 1 ở vùng 1253 và mắc target 2 ở khoảng quanh vùng 1265 thì với động thái như thế này thì vào tuần giao dịch mới khả năng là phái sinh của chúng ta sẽ có những cái điểm kéo gáp lên trên vùng 1255 điểm sau đó thì nó đi lấp gáp và với góc độ kỹ thuật hiện tại của phái sinh thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở điều gì đó là phái sinh sẽ lấp lại điểm 1 đẹp nó đẹp là nó sẽ lấp lại vùng 1232 1235 và vùng 1240 nó test ở trên trên cái điểm 1232 là cực khỏe các anh chị và khi mà thị trường của chúng ta test như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là ý đồ của tạo lập và họ sẽ đánh lo. các anh chị họ sẽ tiếp tục đánh long còn điểm lấp thứ hai điểm sâu hơn một tí thì có thể là gì chúng ta có thể tính toán ở khoảng quanh vùng 1220 đến vùng 1225 Tuy nhiên là đến cái điểm thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ chưa tính toán đến cái điểm này mà chúng ta tính ở cái điểm trên này trước bởi vì cái cách mà neo phái sinh ở trong thời điểm hiện tại thì chúng thấy rằng là cái xu hướng chủ đạo là tạo lập đang cố đánh lo ở sóng hồi B và sau khi mà tích lũy thành công ở điểm này thì như vậy là đương nhiên rồi target của chúng ta hướng đến sẽ là vùng 1253 và mắc ở trong nhịp này phiên ngày hôm qua thì phân tích lên vùng 1265 và trong tuần tới thì có thể là nó sẽ đẩy lên ở khoảng quanh vùng 1265 đến vùng 1270 và như ông đã có phân tích thì thị trường của chúng ta luôn luôn biến động và luôn luôn có một sự vận động liên tục chính vậy nên là hàng ngày thì ông sẽ có phân tích bộ ba tham nói chung của thị trường để các anh chị nắm được là như vậy thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ số vn index vn 30 và chỉ số phái sinh nó đang ở động thái tích cực hay là động thái tiêu cực anh chị nha Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang một cái góc nhìn về chỉ số VN-Index ở trên chart kỹ thuật ngày để chúng ta nắm được à, sơ bộ cái đường đi nước bước của chỉ số VN-Index ở trong cái thời gian khung thời gian sắp tới. Thì ở đây các anh chị à, nhìn thấy rồi đúng không ạ? Sóng chỉnh A thì cũng đã có phân tích rồi. Nó rơi từ vùng 1294 điểm đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì quanh vùng 160 và hiện tại thì nó đang à, nó đang xây cái sóng hồi B. Thì cái sóng hồi B này á, cái đặc tính của sóng hồi B này thì nó cũng sẽ hồi rất là nhanh và cái target kỹ thuật của sóng hồi B target 1 ở vùng 1222 thì chính thức ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó đạt rồi và target 2 của sóng hồi B nó sẽ đánh lên ở khoảng quanh vùng 1240 target 2 là như vậy các anh chị nhá target 2 là như vậy và target 3 của sóng hồi B thì uh, sẽ dự ở khoảng quanh vùng 1260 1260 đó vậy thì chúng ta tuần tới thì khả năng là nó sẽ về đến target 2 tức là khoảng quanh vùng <laughs> 1240 anh chị. Và cái câu chuyện là sóng hồi B nó sẽ kết thúc, các anh chị sóng hồi B chắc chắn nó sẽ kết thúc và nó sẽ kết thúc ở một cái tọa độ điểm nào đó thì uh, bây giờ chúng ta đang đang phân tích lên. Và sau khi mà cái sóng hồi B này kết thúc rồi ấy, thì nó sẽ đi đến sóng chỉnh C. Và sóng chỉnh C là một sóng như chúng đã có phân tích đó một sóng chỉnh cực kỳ khốc liệt. Và chắc chắn rằng là nó sẽ phá những cái hỗ trợ quan trọng để gây nên tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư. Thì khi cái tâm lý hoang mang đó thì nhà đầu tư mới cắt cổ phiếu bằng mọi giá. á, à, cắt cổ phiếu bằng mọi giá và chắc chắn là, là một số những cái tài khoản mà đu vào đúng cái đỉnh của sóng hồi B ở đây. Thì đến cái điểm đó, cái điểm mà điểm điểm gọi là điểm tâm lý và tạo lập họ họ phá những cái điểm tâm lý đó thì chắc chắn là họ sẽ cắt. Và sau đó thì à, cái cái tọa độ của sóng hồi à, sóng gọi là cái sóng chỉnh C thì cũng đang dự báo ở khoảng quanh vùng 1090 cộng trừ 10 điểm tức là có thể là nghìn một hoặc nghìn không tám không, tức là nó sẽ dao động ở khoảng quanh vùng một chín sẽ là một cái điểm cân bằng của sóng 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 chỉnh c. <laughs> thì nói như vậy á để các anh chị nắm được là gì à như vậy chúng ta đang ở sóng hồi b và sóng hồi b này sẽ kết thúc vì vậy nên là các cái vị thế mà các anh chị mua thì chúng ta nên mua sớm chúng ta hạn chế những cái phiên đua xanh và thường thường đến khi mà nó kết thúc cái sóng hồi b sẽ à, tạo lập họ sẽ kéo những cây nến À, những cái cây nến xanh gọi là những cây nến phô mô và nó sẽ kéo rất là nhanh Và những cây nến phô mô đó thì nhà đầu tư bắt đầu ở dưới này hóng hóng không chịu được và lên đến đây bắt đầu đua xanh Và cái quá trình đua xanh đó thì <laughs> cái sóng chỉnh C nó sẽ xuất hiện và uh, Chúng ta bị thất bại là thất bại ở những cái điểm này Đó và <laughs> đây anh chị này, <laughs> đó thì như đã có phân tích này Đây là 1260 này Thì ở đây sóng hồi B, sóng chỉnh A thì hình thành rồi đó, sóng hồi B thì như vậy là target hôm nay là target 1 đạt rồi, tuần tới thì khả năng sẽ hướng về target 2 ở quanh vùng 1240 và target 3 của sóng hồi B sẽ dự ở khoảng quanh vùng 1260. Tức là tích cực thì chỉ số VN của chúng ta đâu đó còn tăng thêm được khoảng tầm 40 điểm nữa, đúng không anh chị? Đó. Thì <laughs> sau đó thì nó sẽ bắt đầu đi vào sóng C và các anh chị lưu ý là tại sóng hồi B và khi sóng hồi B kết thúc thì các anh chị những cái tài khoản mà chúng ta full margin thì chúng ta có thể hạ bớt cái tỷ trọng mà rinh xuống đúng không ạ và những cái tài khoản mà chúng ta đang có cổ phiếu lãi này rồi đang phun cổ phiếu thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta chốt bớt đi để làm sao đó chúng ta đưa một đường về cái tỷ trọng cổ phiếu trên tiền mặt hợp lý để làm gì để thứ nhất ở trong nhịp này là các anh chị xác định là chúng ta phải chạy bền chạy bền các anh chị nhé chứ không chạy nhanh chạy nhanh là các anh chị đứt hơi luôn đứt hơi luôn chắc chắn gặp sóng xê chỉnh là các anh chị đứt hơi luôn cho nên là chúng ta xác định là chúng ta chạy bền đó, chạy từ từ chạy bền và chạy bền để chúng ta phân sức làm sao đó để chúng ta thu gom các cái mã cổ phiếu tốt tại giá tốt ví dụ như mã cổ phiếu tốt ví dụ như là Mansan đó cả BC rồi một số các cái mã cổ phiếu rất là ok happy thì như vậy chúng ta thu gom từ từ đúng không ạ để chúng ta khi nào mà cái sóng chỉnh C kết thúc đó thị trường tạo đáy thì tại thời điểm đó sẽ là một cái thời điểm mà các anh chị gọi là điểm mua vàng và chúng ta dồn tổng lực Hùng nói vui với các anh chị là chúng ta có cái gì ở trên người chúng ta cắm hết đi mặc mỗi quần xịp thôi <laughs> rồi Đấy. mặc mỗi quần xịp thôi và sau đó thì chúng ta dồn lực để chúng ta đánh cái sóng đó bởi vì sóng đó thì rất có thể là chỉ số VN index chúng ta sẽ hướng đến các anh chị sẽ hướng đến một cái nhịp sóng trung hạn đó là ở VN index chúng ta sẽ dự kiến sẽ cán lên vùng 1390 đến vùng 1400 điểm khi mà sóng chỉnh xe kết thúc và tích lũy thành công thì đấy là một cái bức tranh tổng quan về chỉ số VN Index ở trong thời gian tới và chúng ta nhìn xa ra chúng ta view rộng ra như vậy á, thì chúng ta sẽ chủ động một cái kế hoạch giao dịch cho một tháng hoặc là cho một vài tuần chứ không phải cho một vài phiên đó thì như vậy là chúng ta sẽ rất là ok chúng ta view ở trên khung giờ chúng ta view ở trên khung ngày và chúng ta view ở trên khung tuần thì tại sao chúng ta lại nói đến sóng chỉnh C thì đây Hùng sẽ mở cho các anh chị <laughs> À, hình như là có một cái có một cái, cái cái, cái bản tin nào đó thì cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái góc nhìn về 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 chỉ số VN Index rồi. Đây này, gần đây nhất thôi. Gần đây nhất ở trong năm 2023 tại thời điểm chỉ số VN Index tạo đỉnh ở vùng 1251 nhé thì nó có sóng chỉnh A. Các anh chị sóng chỉnh A và nó sóng chỉnh A nó về quanh 1001 và nó hồi sóng B. Đây sóng hồi B đấy các anh chị. Và khi sóng hồi B kết thúc thì các anh chị nhìn thấy một nhịp rũ cực kỳ là khốc liệt. Anh chị, đây, sóng B à, sóng C nó rũ đấy và sóng này thì gần như những ai mà đu ở khoảng quanh vùng mươi, gọi là đu ở đỉnh của sóng B ấy, thì gần như đến đây này đến cái điểm này điểm quanh nghìn mốt tức là nó đánh thủng cái đáy, đáy trước thì gần như 100 phần trăm là các anh chị sẽ bắt đầu bán bán kịch liệt ở đây và bán kịch liệt xong thì thị trường đảo chiều và bắt đầu một cái sóng tăng từ 1050 điểm và kéo lên khoảng tầm gần 1 ba, đấy các anh chị và cái sự khốc liệt của sóng C là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu tâm lưu ý ở, ở trong thời gian tới đó anh chị nha và khi cái sóng chỉnh C này kết thúc thì đây mới là cái thời điểm mà các anh chị phun mặt zin phun hàng phun đủ các thứ cái gì cũng phun hết á đấy mà lúc này đừng có phun tiền đấy, lúc này phun cổ phiếu nhưng tại những cái thời điểm mà nó đang hình thành cái sóng hồi b này thì chúng ta hết sức cẩn thận đi nhẹ nói khẽ cười duyên đánh nhẹ nhàng thôi đó cái thời và đặc biệt là đặc biệt là các tài khoản sử dụng mặt zin chúng ta sử dụng nhẹ nhàng thôi các anh chị nhá đó thì tất cả những cái góc nhìn đó thì với một cái mong muốn là gì hướng đến à, anh chị em nhà đầu tư giảm thiểu các anh chị nhá giảm thiểu giảm thiểu chứ không phải là tuyệt đối giảm thiểu những cái thất bại và tăng cái tỷ lệ à, thắng lên thế thôi chứ còn không có một cái gì nó là tuyệt đối hết nhá à, chúng ta chỉ có thuyết tương đối ở trên thị trường chứng khoán và mong rằng những cái góc view như vậy những cái bức tranh như vậy để chúng ta hình dung ra được à như vậy ở đây thì khả năng nó cũng sẽ có sóng c đó và khi có sóng sẽ xuất hiện và đỉnh sóng b kết thúc thì như vậy là các anh chị em chúng ta hết sức lưu tâm ok thì uh, tuần này thì ông sẽ nói sâu về thị trường như vậy thị trường chung như vậy các anh chị nhé <laughs> rồi bây giờ thì chúng ta sẽ view uh, một số các cái nhóm ngành cơ bản và tuần này như ông đã có chia sẻ ở đầu bản tin thì chỉ có view ba nhóm ngành thôi HPG trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự báo ở biên 28, 28.2 và đây các anh chị nhìn thấy đây có điểm tích lũy và HPG có lực bật. Nói chung lực bật này thì không lên được cái target 1 ở vùng 29.5 nhưng ít nhất là nó cũng lên được suy sát ở vùng 29 cộng và hai cây nến giờ của phía ngày hôm nay thì hai cây nến giờ nó test lại cung có thể là do quỹ cơ cấu ở cây nến ATC nên là có một phần nó cũng chỉ giảm ở đây. Như vậy với góc độ này tuần tới ở vùng 28.4, 28.5, 28.6 dự kiến HPG sẽ tích lũy và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì HPG sẽ hướng về vùng 29.5 đến khoảng quanh vùng 3x. Cổ phiếu Nam Kim trong tuần thì chúng ta dự báo các cái điểm tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 21.5 đến vùng 22 và lực bật lên uh, dự báo ở khoảng quanh vùng 23 thì về mặt kỹ thuật là như vậy tuần này thì Nam Kim cũng đã vượt uh, vượt cái target đó, nó đánh lên được khoảng vùng 23.2 và hiện tại thì hai cái đến giờ test tích lũy trở lại. Như vậy tuần tới uh, chúng ta dự báo điểm cân bằng sẽ ở khoảng quanh vùng 2.5 test tích lũy thành công, mục tiêu trong nhịp này Nam Kim sẽ hướng về vùng 24. Cổ phiếu Hoa Sen. Ở đây thì trong tuần cũng đã có chia sẻ rồi. Vùng 19.19 .19 đến vùng 19.3. Sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật. Và trong tuần thì cổ phiếu Hoa Sen test tương đối tích cực ở trên vùng 19.3. Đây các anh chị và lanh quanh vùng 19.5. Ta cái cái thuật hướng về vùng 20.5. Tuy nhiên nó đạt được khoảng quanh vùng 20.3. Và hiện tại thì cũng có hai cây nến giờ uh, chậm đạt tăng. Như vậy ở tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở khoảng quanh vùng 19.8 đến khoảng quanh biên 20. Khả năng Hoa Sen sẽ có một hai các cái nhịp test tích lũy đây, test tích lũy thành công, các cái kỹ thuật sẽ hướng về khoảng quanh vùng 21. <laughs> VGS khá là đẹp, nói chung là con này thì nó đánh rất là nhanh và trong tuần thì cũng có dự báo những cái điểm gọi là điểm chỉ cung lại quanh vùng 24.5. Thì các anh chị nhìn thấy ở đây, trong phiên giao dịch của ngày 2 thì như vậy là VGS gần như nó đi quanh ở biên 24.5. Và sau đó <laughs> thì nó có cái sự phục hồi Target kỹ cái thuật hướng về vùng 27 27.5 và tuần này thì cũng suy soát đẹp đấy với cách đi này thì khả năng là tuần tới thì ở cái việc mà hướng về target vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28 dự là được điểm cân bằng lại của nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 25 25.3 ở TLH thì trong tuần chưa có nhiều các đột biến đâu anh chị biên hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn vẫn là vùng 6.8 đến vùng 7 điểm cả trên sẽ là vùng 7.5 và trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm như vậy thôi nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì nhìn chung ở trong cái thời điểm vừa qua thì nhóm bất động sản dân cư đã có một nhịp chỉnh cung tương đối là mạnh anh chỉnh cung mạnh đấy và trong ngắn hạn thì ta sẽ kỳ vọng là sau một cái nhịp chỉnh cung như vậy thì cổ phiếu ngành bất động sản sẽ tiếp tục đi ngang xây nền test tích lũy ở quanh một cái biên hỗ trợ kỹ thuật nào đó. Và sau khi mà nó nó đạt được cái biên cân bằng rồi, lực cầu quay trở lại thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một sóng tăng của nhóm anh này. Cổ phiếu sale trong tuần thì chúng ta có dự báo ở điểm 17.5 18. Và đây các anh chị, trong phiên giao dịch ngày mùng 3 mùng 2 thì như vậy là xe tích lũy ở vùng 7.5 đến mùng 18 có bật lên, tuy nhiên được bật chưa chưa có lực bật nào gọi là đáng kể như vậy tuần tới. Xu hướng thì chúng ta lại tiếp tục à dự báo xe sẽ quay trở lại vùng 17.5 đến vùng 18 tiếp tục test tích lũy trong ngắn hạn thì sell có hai vùng giá mục tiêu đó là vùng 19 bất được cái vùng 19 thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng cản 20 cổ phiếu HDG như vậy là uh, cây nến của vào phiên giao dịch của ngày mùng 2 thì khá là tốt. Chiết soát chạm đến cái target kỹ thuật ở vùng 28. Uh, tuy nhiên sau đó thì gần như tất cả các cái cây nến giờ liền sau đó thì gần như nó quay trở về test tích lũy và hai uh, cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì tương đối là yếu, chính vậy nên là tuần tới khả năng nó sẽ tiếp tục quay trở về vùng 26 26.3 và vùng 26.5 tiếp tục test tích lũy ở vùng này, test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta đã tiếp tục ngắm lại vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28. Cổ phiếu HDC dự báo ở vùng 28,28.3, 28.4 ở đây, đó là vùng test tích lũy và ở chúng ta nhìn thấy là hai phiên vừa qua thì về cơ bản là nó đi ở trong biên này. Hai cây nến kết phiên uh, thì nó hơi yếu nên là tuần tới uh, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm định vùng 28 điểm sâu hơn sẽ là vùng 27.5, khả năng sẽ test tích lũy ở quanh vùng 27.27.5 đến vùng 28. Uh, test tích lũy thành công và chúng ta sẽ chờ đợi cái tín hiệu đảo Long và đặc biệt là trong ngắn hạn thì như vậy là HTC có một kênh xu hướng ở đây và chúng ta để ý thấy là mỗi một lần mà nó chạm kênh xu hướng thì cổ phiếu này đều quay đầu giảm điểm và đồng thời thì nó cũng có một hình thành một cái điểm mà test tích lũy đi ngang ở quanh vùng 27.5 Nam Long có một cây đến giờ kết thúc phiên khá là tốt có thể là do quỹ cơ cấu <laughs> về mặt xu hướng thì trong tuần hùng có phân tích cái vùng 37 37.4 đấy các anh chị nhé thì như vậy là chúng ta thấy rằng là vào phiên giao dịch ngày mùng 2 thì nó có điểm test ở quanh vùng 37 và sau đó rút chân lên đó vậy thì chúng ta dự báo cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tương đối là sát đúng không ạ gác kỹ thuật thì dự báo ở vùng 40 và cây đến giờ kết thúc phiên thì chính thức là hoàn thành cái gác kỹ thuật 40 trên 40 với cây nến hammer khá là khỏe và lực cầu 2,5 triệu thì đây là một cái lực cầu nó mang tính chất gì nhà gọi là tính chất bất thường đó, và bản chất thì Hùng có đề cập đến khoảng vùng 38.8 đến khoảng quanh vùng 39 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật và do một cây đến bất thường nên có thể là nó sẽ test lại anh chị, nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 40. Đây, và mô tiếp đi thì có thể là gì? Nó sẽ cần phải test lại quanh vùng 40 và sau đó thì nó vượt vùng 41.5 để 41.5 đến khoảng vùng 42 để đi về những cái target kỹ thuật cao hơn đối với cổ phiếu Nam Long. <laughs> cổ phiếu không? KDH khá là đẹp đấy. Đấy thì trong tuần của chúng ta có phân tích vùng 34.2, 34.5. Mục tiêu thì ngắm lên vùng 36.5 và hiện tại thì cũng suýt soát được ở khoảng quanh vùng 36 có một cái điểm test mút nến khá là đẹp ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở quanh vùng 35 tuần tới thì khả năng có thể là có thể nó sẽ còn test lại điểm 35 còn đẹp đẹp thì nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 35.5 thôi và target mục tiêu ở trong nhịp này thì sẽ hướng về sẽ hướng về vùng 36.5 đến khoảng vùng 37 và khi mà cổ phiếu vượt thoát được à, Vượt thoát được cái vùng 37 thì cái đó cũng sẽ tiếp tục phân tích thêm về mặt thiên hướng kỹ thuật cổ phiếu này Cổ phiếu đạt phương trong tuần thì chủ đạo là đang tích lũy thôi nó đang tích lũy và nó chưa có cái sự đột biến nào cả Vùng 42 42 42.5 và điểm cao hơn ở đây là điểm 40 mấy thế này 43 43 các anh chị ờ, uh, Test 43 Sâu hơn sẽ là vùng 42.5 42 Đây sẽ là những cái điểm test kỹ thuật của Đạt Phương Test thành công Thì target ngắn của Đạt Phương Không có gì thay đổi cả Hướng về ở khoảng quanh vùng 46 DG thì trong tuần vừa qua nó ra cái tin Báo cáo <laughs> kinh doanh quý 1 Nhưng các anh chị hiểu là tin ra là để bán hoặc tin ra là để mua. Thì thông thường là tin xấu ra thì nó đã hấp thụ hết vào giá rồi và nó thể hiện hết vào giá rồi anh chị chứ không phải là uh, bây giờ nó ra thì cổ phiếu nó mới giảm. Cổ phiếu nó giảm trước rồi chứ không phải là bây giờ nó ra nó mới giảm đâu. Thì DG uh, trong tuần uh, dự báo điểm 127.5 và điểm 2 sẽ quanh vùng 27 và chúng ta thấy rằng là hai cây đến giờ đầu tiên của phiếu giao dịch ngày 2 thì như vậy là nó test khá là sâu về vùng 26 26.5 có phục hồi. À, tuy nhiên hai cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì nó lại quay trở về nó chỉnh cung nên khả năng tuần tới biên 26 đến khoảng vùng 26.4 à, sẽ tiếp tục sẽ là biên mà Dg sẽ test lại lần hai và nó có thể hình thành cái mô hình V-kép ở đây. Mục tiêu trong ngắn hạn thì Dg sẽ phải hướng lại được cái quanh vùng 29 bởi vì cái quá trình mà nó chỉnh giảm xong nó đi ngang và nó sẽ cần phải xây lên. Đó ví dụ như khi mà lên vào vùng 29 rồi nó lại chỉnh lại một lần nữa. Đó, nó chỉ xong thì nó lại tiếp tục à, lái đi lên và nó cần phải có những cái điểm long lên sọt xuống long lên như thế này và trong cái quá trình đi lên của cổ phiếu thì cái đó chúng ta sẽ hình thành được một cái kênh xu hướng. Đất xanh, đất xanh thì cũng chưa có nhiều đột biến, nhìn chung thì trong tuần vừa qua uh, vẫn là điểm tích lũy ở quanh vùng 16 16.2. cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì lại hơi vô duyên, có thời điểm nó lại suy soát đến vùng 17 rồi nhưng mà lại lùi về vùng 16.4 tuần tới lại 16.2 16 điểm sâu hơn có thể sẽ test lại ở quanh vùng 15.5. Novaland nó cũng ra tin cơ bản của quý 1 không thuận lợi cho lắm và về cơ bản thì tất cả những cái thông tin đó thì nó đã thể hiện qua giá rồi, không phải bây giờ nó mới thể hiện đâu. Dự báo ở vùng tuần qua là 14.9 nhưng mà cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay, bản thân trong tuần thì biên 14.9 khá là đẹp 14.9 ở vùng 15. Nhưng cây nến này là cây nến có thể là quỹ cơ cấu ở đây nó có khối lượng 8,5 triệu cổ phiếu. Như vậy thì <laughs> sau phiên quỹ cơ cấu thì nó có hai phương án với cây nến giờ như này thì chắc chắn rồi khả năng là vùng 14.4 14 4 đến khoảng quanh vùng 14 sẽ là biên mà Novaland sẽ quay trở về tích lũy thành công ở trong ngắn hạn có cản thuật 15.5 đến vùng 16 <laughs> cổ phiếu PDR trong tuần thì chủ yếu cũng là tích thôi đó điểm chỉnh cung thì như ở phần đây có điểm 26 chạm 26 cổ phiếu bật và hiện tại thì chạm đến vùng 27 5 đó đang có một điểm tích lũy quay trở lại nên tuần tới khả năng là chúng ta sẽ tiếp tục có các cái điểm test tích lũy lại ở khoảng vùng 26.5 điểm sâu hơn sẽ là 26 test tích lũy thành công mục tiêu thì sẽ ở quanh vùng 2.5 đến khoảng quanh vùng 29 nhóm ngành mình sẽ đi phân tiếp theo đó nhóm ngành chứng khoán thì đây cũng là một cái nhóm ngành khá quan trọng mà nó giúp uh, về mặt uh, định hướng về mặt kỹ thuật thì trong ba và phiên ngày hôm nay là phiên thứ tư bốn phiên bốn phiên vừa qua thì uh, thị trường ra phục hồi chủ yếu là nhóm cổ phiếu trụ các anh chị nhá và vai trò của nhóm chứng khoán nhóm banh uh, nhóm thép nhóm tư công bất động sản công nghiệp thì nó chưa phát huy được nhiều và chủ đạo là uh, trận đầu thì đang thuộc về nhóm trụ và sau khi nhóm trụ kéo xong rồi thì có thể là tiền nó sẽ bắt đầu lân uh, chuyển sang uh, các cái nhóm khác và về nhóm ngành chứng khoán sẽ chứ là một nhóm ngành rất là quan trọng để giúp cho uh, cái thiên hướng phục hồi của sóng B uh, có cái phục hồi tích cực và gọi là tạo thành được những cái lực hấp dẫn cho nhà đầu nhỏ lẻ anh chị cổ phiếu VCI chúng ta dự báo ở vùng 46.5 đây anh chị nhé có điện biên 46.5 46, lực phục hồi tuy nhiên lực phục hồi này chưa đạt chúng ta dự kiến ở vùng quanh vùng 49 nhưng mà đâu lên được khoảng uh, vùng 47.5 thì nó quay đầu hai cây nến này là hai cây quay đầu do đó tuần tới chúng ta sẽ có một cái điểm test kỹ thuật lại à, uh, chúng ta tiếp tục vùng 16 năm kiếm thành công ở đây đảo long thì như vậy thôi ta nghe cái thuật vẫn ở vùng 49 SSI 34.7 đến vùng 35 có vượt qua uh, tuy nhiên nó chạm đến kênh xu hướng thì nó lại không thể thoát qua và hai cây nến giờ thúc phiên của ngày hôm nay tương đối là yếu cho nên tuần tới chúng ta sẽ dự báo cái điểm mà uh, test của kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 34.3 Test tư thành công thì nhiều là sẽ lại phải công lại cái cảng tâm lý ở đây ở khoảng quanh 5 đến vùng 35.5 Cổ phiếu CE uh, vùng 26.5 vùng 26.8 uh, có điểm thủng qua nhưng mà lấy lại được kết thúc phiên Ngày hôm nay thì lại bắt vùng 26.5 Nên tuần tới dự báo ở vùng 26.3 26.26.3 sẽ là biên tích lũy của cổ phiếu này. tích lũy thành Thì như vậy. nhiệm vụ trong hạn như vậy thôi Ở khoảng quanh vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28 VND ở vùng 20.20.4 Nhìn trong tuần thì tuy khá là đẹp nhưng mà cây nến kết thúc phiên thì nó lại về lại vùng 20.3 Vậy tuần tới sẽ tiếp tục lại vùng 20.2 điểm xấu hơn thì có thể trong trường hợp mà nó tích thành công vùng 20.2 thì đó là một cái điều kiện tốt. Đó, nhưng mà nếu như để mất vùng 20.2 thì rất có thể là nó sẽ phải lùi lại biên 19.5, 19.3 để tiếp tục tính đi. Cổ phiếu ở vùng 53.5 và vùng 54. Đây, phía giao dịch ngày có điểm này, có lực hồi tuy nhiên là nó chưa thực chưa thực sự phục hồi lên đến cái vùng mắt ở trong người ta kỳ vọng đây là những cây nến suy rồi thì như vậy tuần tới lại năm 3.5 đến vùng 54 các anh chị lưu ý test tích lũy thành công ở đây thì nó sẽ có một cái nhịp hồi và nó sẽ hãy cản 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 chéo tâm lý ở đây còn trong trường hợp nếu như ở vùng 53.5 đương nhiên nó sẽ cần phải có những cái điểm lùi lại và nó sẽ test lại khoảng 50.5 đến khoảng quanh VX ở trong qua <laughs> nhìn chung <laughs> không có nhiều các yếu tố đột biến 16 cho đến vùng 7 lũy ngày hôm nay thì đây cần, phiên vừa qua thì nó tích ở trong biên này và dự báo tuần tới thì tiếp tục kiểm định vùng 17 điểm sâu hơn vùng uh, vùng này vùng 164 anh chị có thể có những cái điểm đúng về vùng 164 Ở cổ phiếu SHS dự báo trong tuần vừa thì ở vùng 18.3 tích lũy đây anh chị nó cái vùng nắm này và cái tuần thì nó ở vùng 8.2 khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng 18 điểm sâu hơn sẽ là vùng 7 chấm uh, test tích lũy thành công của biến này như vậy mục tiêu ngắn hạn vùng 19.5 với SHS thì cũng không có gì thay đổi cả ở cổ phiếu A giờ 17.8 vùng 18 nói chung là ngày hôm nay thì nó lại lấy lại được cái biên 17.8 đóng cửa ở vùng 7.8 tuy nhiên là nhìn cái cách đi này thì rất là tuần tới nó lại tiếp tục diện nó lại tiếp tục test lại và cầm ở vùng 7 đến khoảng vùng 17.3 là biên mà dự báo là cổ phiếu này sẽ tiếp tục tích lũy tích thành công thì như vậy trong ngắn hạn chúng ta có cả cái khoảng quay vùng 18 năm cổ phiếu VDS 84 có điểm và phục hồi lên à, tiên là với cái cách đi này thì có khả năng lần tới nó lại tiếp tục test là vùng 17.517.7 nó hình thành mô hình V-kép đây test hai đấy một ở đây tết hai ở đây test tuy nhiên thành mục tiêu ở trong ngắn hạn thì vẫn là vùng năm cổ phiếu RS trong tuần vừa qua ở vùng 14.14.14.14 14, 14, 14, 14, 14. nhìn chung là vẫn tích lũy đây thôi điểm thấp 14.14 đây Đấy. có, phục, thì, à, tuy nhiên <laughs> cái lực phục hồi này thì nó cũng đáng kể. rồi tới lại thuộc ở vùng 14. ethylene thì lại bật lên. còn trong trường hợp thất bại vùng 14, ta phải thay tính toán điểm uh, sâu hơn một tí điểm 13.4 đến khoảng vùng 13.5, 13.6. đó. về cái điểm uh, điểm sâu hơn, trường hợp nếu vùng 14 của cổ phiếu ORS bị thất bại. cổ phiếu MBS <laughs> ở trong tuần, chúng ta có dự báo 26.8, 26.5. Có thời điểm thủng qua vùng 26.5 nhưng về cơ bản là nó được 26.5 8 kết thúc tuần ở vùng 26 7 Tầm lực thì hơi kém, nên tuần tới sẽ tiếp tục kiểm 26.5, sâu hơn thì 26 test đi thành công thì trong ngắn hạn sẽ có ở có kỹ thuật 28 để phòng 28.5. Cổ phiếu CTS, CTS ở đây Đấy viên 35 4 Cũng qua nhưng nó lại kéo lên à, Cái tuần thì lại hơi uh, hơi 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 một tí vùng 35 Vậy trong tuần tới thì có một cái điểm ở đây này Một là nó test lại mút Ở cái này nó sẽ test là khoảng quanh vùng 30.5 Điểm sâu hơn là vùng 30 Mấy thế ta 35 đến khoảng quanh vùng 30 Khả năng test thì nó cũng bị chỉ, uh, chỉ rơi ở hai điểm này thôi sau khi test thì thành thì nhiều trong ngắn hạn của CTS nó vẫn như vậy thôi. Chúng ta sẽ tiếp hướng về ở khoảng quanh thuật 37. Bước 37 thì chúng sẽ tiếp tục. ta sẽ tiếp tục phân tích thêm. Ok, chị nhá. về cơ bản ở trong này thì có hai phiên dịch. Thế nên cũng chỉ phân tích cho chị rất ngắn gọn là ba cái nhóm ngay. Và đặc biệt, chị lưu tâm cái bảng của chị Ovi ở trên kỹ thuật ngay đó cái đường đi rất là quan bởi vì chị hiểu rồi tất cả mọi cổ phiếu tất cả mọi nhóm ngành đi theo xương sống trường rất ít các mã cổ phiếu mà nó đi ngược hướng chị nhá rất ít cái mã cổ phiếu mà đi mình... sau đó thì à, quan điểm của nhân hùng lê là chúng ta phân tích trúng đúng đủ xu hướng của chỉ số vinex Suốt mà chúng ta thắng lợi đã khoảng tám phần trăm chắc chắn vậy khi chúng ta thích đúng một cái âm sóng nào đó, thuyền lớn, thuyền bé, to, thuyền nhỏ, phiếu tốt số thì về cơ bản nó tăng. đó. và cái điều chốt vấn đề, quan khi chúng ta bước vào thị quán, Đó, phân tích được đúng, hoặc là thắt, hoặc là đúng xu hướng, chúng ta, còn chúng ta đi ngược xu hướng thị trường, chúng ta đi xa xu hướng thị trường, thì ta sẽ thua. và 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 trong cái nhịp sóng chỉ, gần đây, Thì nhung đã có phân tích cho anh rồi trong thì là chúng ta sẽ đủ ba bước sóng ABC là cá nhất thứ hai phép chỉnh ba bước này nó đạt khoảng tầm từ năm chín mươi năm đến hai trăm linh điểm đó và khi đạt được những cái target như vậy rồi thì khi đó nó kết thúc cái chương trình và nó mới hình thành theo cho gì Nên là chúng ta hết sức là tâm đấy và tại thì chúng ta đang đi À, của sáu B target một vùng ngàn hai trăm hai mươi hai chính thức đạt phía này của sáu hồi b sẽ quanh vùng hai bốn mươi dự kiến ở trong tuần đời sẽ đạt được và nếu vui vui cao hứng thì tập họ sẽ đẩy tiếp cái target target ba sáu hồi nó sẽ khoảng sáu mươi anh chị lưu ý mà thị trường ta hụt về đến đây thì có những điểm mà đã nhấn mạnh rồi một với em mà chúng ta đang mặc jean chúng ta phải ngay lập tức ra hạ mặc xuống đó chúng ta phải hết sức bình tĩnh nha cái sóng này bình tĩnh chúng hòng chống có nghĩa gì? gì có thể là thị trường nó sẽ tục tăng vượt qua cái vùng này nhưng ít nhất khi một hai sáu cộng chúng ta phải hết sức tâm hòng hơn chống chúng không chống được đâu hòng thôi thì chúng ta phải bước thị đường. thời điểm đó ví như chúng ta phun mà gì mà bớt mà gì đi nhưng anh chị đang phun cổ phán bớt cổ phiếu đi Đang có lãi, ra chốt một phần đi Đó, có thể chốt lại đi Cơ 30 phần trăm, 50 phần Thì cái và Và mà mà mà, mà VN đã vượt lại được khoảng quanh vùng 260 ấy Thì cái tỷ lệ tiền mặt cổ phiếu các anh chị nên lưu tâm cho cái vùng lên à, Chúng ta phải chờ đợi cái sóng xếp chỉnh kết xong Thì khi đó chúng, mà chúng ta Tức là chúng ta phải sẽ đến cái thời điểm gọi là ta sẽ nấu cần lực để chúng ta bằng cái sóng tăng sau đó chứ còn nếu trong mà thường nó đang cổ phiếu mà thứ đang rơi mà chúng ta lao vào dùng đáy lao vào mà bắt đáy thì bắt xong mà lộ cái cái của sóng xong tít tận dưới này cơ mà ví dụ như vậy thì khi mà mà cái trong trường hợp xong như vậy chúng ta chỉ khoảng quanh thì khi mà đến đây chúng ta hết tiền rồi và tất cả các cái lượng chúng ta kẹp lại của sóng bên thì về thì còn đâu để mà bắt mà bắt nữa đúng không? về đâu được nguồn lực câu để mà bắt cho nên là thì chúng phải chỉ cho cái kế hoạch đấu ở trong ngày ừ. và ông tháng đó và một bước tranh về mặt tăng của thị trường khả năng là thị trường sẽ nhịp này nó cũng sẽ đi đủ abc thì đó là một vài những góc những góc view góc như vậy để chúng ta trong trường mà nó không xảy ra như thế này tốt thì trường nó cũng mang mong đi nó ví dụ như vậy mua gà mang 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 đi thì như vậy là nó vượt nghìn ba trăm đó cái là kịch bản tốt thì không sao cả còn trong trường mà để ra đúng cái kịch bản này thì à chúng trong tay chúng ta chuẩn bị thôi à, chúng sẽ cải được gì đó và thành công ở trên thì là người người ở trên thì hoàn là... lại các cú sập sọt chứ không phải là kiếm được nhiều tiền trong app bởi vì rất nhiều cái chị thậm chí cái chị ngắm lại đi Đó à, chúng kiếm được nhiều tiền app trong một cái shop. thì, thì sau đó nên chúng ta quản lý nó không tốt cái trả hết ở cái trình và chúng ta bị lõm chúng ta đẹp hàng ta còn bị phun mà ta còn bị con mà gì đó thế cái câu gì không cái, cái, cái người thành công mà là người có bao nhiêu tiền ở trên đó có thể trả được vài tỷ đúng không đến bao xe là một nhịp thôi thì cái chỉ mất tăng đôi số vài tỷ đó thì đó và đấy là thực tế chỉ một đợt thứ mà ta như nào thì sẽ 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 nó đấy là đúng hay là sai và người thành có điều chứng khóa là những người đánh các đá. cú sập sau thì chúng lại cái 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 đó ông tay nó tay như ông gần chị viết vào một cái tờ a bốn và dán vào Ờ... À, sau cái 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 mà mình nó cũng cũng được để mỗi lần chúng ta gặp cái đúng không chúng ta nhìn cái là á à. mấy cái tên gì đó quá lời tránh được cũng sập sâu rồi chúng ta dán vào và nó dán vào du tầm mắt để cái tờ khi chúng ta ngang á thì chúng ta nhìn về mình lắm bỏ là chứng khoán ngược lên chúng ta nhìn thấy cái bức tranh đúng từ chứng khoán là người các cú sâu đâu của thị trường và và in dần cái 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 hành hành của là. cái đó bắt đầu ấy thì à thì chúng ta sẽ dần dần là chúng ta sẽ đó chứ không phải là kiếm tiền mà, mà giả giờ mà ta... trên thị khoán thì không anh chị chúng ta chúng ta cứ cứ sẽ khó để mà chiến đấu mà khó. Nên là uh, qua vậy thôi mà Không nhìn những cái chia sẻ Có thể Có thể sai Nhưng mà uh, Với một cái Với một cái góc độ chia sẻ rất là tinh thần Và Mong muốn Anh chị em còn tư chúng ta có Nhìn về thị trường Làm sao đó là Chúng ta có một cái trình đối tượng ở bản tin tuần này phép được tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp trong các bản tin cập nhật tiếp theo.